số điều mà con người ta hay lầm tưởng là khi mình sống vì người khác, mình tạo ra giá trị cho người khác thì điều đó là tốt, điều đó là có ích. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều rằng khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta lại ích kỷ với bản thân, không cho bản thân làm những gì mình muốn, mà chỉ muốn bản thân làm những gì có ích cho người khác. Vậy đến năm nay là 34 tuổi thì mình đã nhận ra được điều đó. Đôi khi mình ích kỷ với người khác thì đó chính là cái giây phút bạn tử tế với bản thân của bạn, ở một phương diện nào đó thôi chứ cũng không hẳn là hoàn toàn đúng. Trong một mối quan hệ nào đó, khi nó xảy ra một cái chuyện gì đó, bạn luôn chấp nhận bạn là người sai, thì tất nhiên là nó không có chuyện đúng sai, nhưng mà chúng ta chưa làm được cho bản thân mình là cái gì. Nó không phải là nuông chiều cảm xúc, cũng không phải là nuông chiều bản thân, mà đó là tử tế đối với bản thân. Hãy làm những điều gì nó tốt, đẹp nhất cho bản thân mình. Và khi người khác họ nhìn thấy điều đó thì đó là giá trị dành cho họ, chứ không phải là mình làm cho họ bất cứ điều gì thì nó là mới là giá trị đâu. Nói về cái nói gì quên ta, từ tí nhớ ra nói tiếp. À thì về khi mà các bạn, khi mà mọi người nghĩ là phải làm điều gì đó cho mọi người, cho cộng đồng, nó mang lại lợi ích cho xã hội thì đó mới là đáng sống. Tất nhiên thì đối với một cái phương diện nào đó, một cái góc nhìn nào đó của các bạn thì tất nhiên điều đó là đúng. Nhưng hãy nghĩ lại xem những người đó họ có cần hay không, và hoặc là họ đang cần gì. Và nếu như họ không cần thì bạn làm điều đó thì chắc hẳn đó là sự phiền toái đối với người ta rồi. Và khi mà đã thành sự phiền toái đối với người ta thì bạn cũng chẳng vui vẻ gì. Thế thôi, hãy tử tế với bản thân. Và khi người khác thấy mình tử tế với bản thân thì đó, lúc đó họ sẽ nhận ra được một điều rằng làm gì cũng được, trước mắt phải tử tế với bản thân cái đã. Bạn có thể hy sinh quá nhiều này nọ cho bất cứ một ai đó, nhưng ok, không sao hết. Hãy cứ tự nhắc mình là không sao cả, rồi mình sẽ làm lại, mình sẽ tử tế với bản thân và mình sẽ làm lại mọi thứ. Giống như đốt một bếp củi mà bạn châm hoài không cháy thì lấy nước đâu ra mà uống cà phê, châm không cháy châm tiếp, mồi nó không cháy thì mồi lại, không có vấn đề gì hết. Thế thôi, nhiều người nghĩ tử tế với bản thân là sống nó bê bối, nó hà tiện, nó lộn xộn, nó gọi là không rồi, đó là những thứ mình thích. Theo cái cách mình nghĩ, tử tế với bản thân là cứ làm những gì mình thích, mình nghĩ. Tại vì sao mình làm cho mình? Mình làm cho mình, mình nhận, mình làm cho mình và mọi cái trách nhiệm mình đều nhận về mình, mọi cái hay dở mình đều là của mình hết. Mình cứ thích làm gì thì mình làm đấy, mình thích thì chạy xe từ Sài Gòn lên Đà Lạt chỉ để ngủ và nghỉ, và ngồi làm cái những cái xàm xô, những cái xàm lông về cuộc sống như thế này. Thực ra sập lông thôi, nó không, chẳng có cái gì gọi là bài học triết lý gì trong này đâu. Lên phơi đọc nhiều hơn. Đấy, năm 7 tuổi tao bắt được một con ve, tao gỡ đã có cả mùa hè trong tay. Mộng manh cũng vội như một lần. Đấy, và bây giờ nước đã sôi. Sôi thì làm gì? Pha cà phê thôi.
Thế nên đừng ép bản thân phải làm điều này, phải làm điều kia, mà hãy để cho suy nghĩ mình. Hãy để cho cái mình muốn, muốn xem mình đang muốn làm cái gì thì mình sẽ làm cái đó. Nó nhất thiết là phải giống người này, người nọ. Mình là của mình giống họ thì mình là cái gì nữa. Thế nhé, cái clip này mình nghĩ kết thúc ở đây được rồi, để mình tận hưởng cái ly cà phê trong sự yên tĩnh coi. Ê, cảm ơn mọi người đã đón xem, nhớ like, subscribe, nhấn nút cái chuông để nhận lâu lâu mình sẽ post vài clip xàm xàm chơi thôi. Nhớ nha, bye. Đám đông ngoài kia không phải là sự sống. Đám đông chỉ có sự ồn ào. Nấu cơm á hả? Chỉ cơm. Nhà ăn thì nấu đi chứ hết cơm rồi.